Em mực ống bao nhiêu anh chụp? Mực ống nhỏ lớn em thường thường là 160, luôn cơm luôn 170. Đầu có lóc không là 150 em. Yeah. Luôn cơm là 160. He là 90 em. Yeah. Đó nói 90 luôn em. Yeah. Còn cơm phần hai người là 120, ba người trở lên là 150. Dạ. Đó. Đây là 70. Đó. Rồi, xin chào cả nhà kênh Phố Xá Sài Gòn của Thuận ha. Thuận đang có mặt ở quán cơm nhà giàu của quận 3 cả nhà. Đó, hôm nay thì trở lại để mà cập nhật thông tin giá cả cũng như là tình hình kinh doanh của quán cho cả nhà cùng xem ha. Với lại cập nhật thêm nếu mà có những món mới thì mình cũng sẽ giới thiệu lại cho cả nhà cùng có nhu cầu thì mình tới ăn ha. Bây giờ là khoảng 11 giờ hơn xíu cả nhà. Đó là bắt đầu cái buổi bán ngày hôm nay. Của mình là số bao nhiêu Võ Văn Tần? 138. 138 nha cả nhà. 138 Võ Văn Tần. Đúng rồi. Ăn đây. Rồi, một tô con ăn nha. Rồi, bao nhiêu? Dạ. Rồi tép. Tép. Vô làm món con. Đúng không con? Con phần của chị hai người. Là gì hai quay. Hộp cơm của chị đâu rồi? Ở đây đây đây. Đây. Có bao nhiêu phần không? Dĩa cà pháo đi gì hồng nè, dẹp với giá cho. Đủ không? Ăn nữa không? Đủ không? Dạ đủ, gan chăm chai rồi. Chị này đợi có người múc thôi. Chị đỡ người múc ra, để ra nguội. Rồi, chị nào ra múc chưa? Rồi, 70. 70. Em lấy gì em lấy gì? Em một phần sườn đó, anh Trung. Sườn gam. Rồi. Sườn gam phải không? Rồi, rồi. Một miếng sườn cộng. Rồi. Với phần mắm kho. Rồi. Canh gì anh Trung? Có canh chua măng, canh hủ qua rau đai em. Rau đai với chua măng đi anh Trung. Rồi. Cho hai bạch canh chua. À, bằng ảnh mua mắm cho mình kìa. Cho ảnh với cháy với leo, nên về em ăn đi. Cho trống với leo chạy đi. Bữa nay mực bao nhiêu chị? Bữa nay mực ống. Dạ. Nay mực ống bao nhiêu anh chung? Mực ống nhỏ lớn em thường thường là 160, luôn cơm luôn 170. Đây này sườn giam nè. Vậy là mực bữa nay 160 tới 170 nha cả nhà. Cái gì đó em lấy em miếng khô đi. Rồi còn mắm kho đem về. Rồi. Miếng này. Ồ. Đây mắm kho đây cả nhà chị đang lấy. Khoảng 500 á. 500 ở gì? Ừ. Mắm kho mình ăn với heo quay hả? Đâu có, bình thường là mắm kho bỏ với heo quay vào tay. À, heo bỏ quay với mực nữa. Ừ. À, là bao nhiêu một hộp? Thì cơm là 100, không cơm là 95 à. Ở đây đủ á. Một hộp mắm kho là rất là nhiều nè, trong đó có cá hú này, có heo quay luôn. Bữa nay đầu cá lóc bao nhiêu anh chưa? Đầu cá lóc không là 150 em. Yeah. Luôn cơm là 160. 160 một phần. Đúng rồi.
Còn cá này? Cá he là 90 em. Không cơm thì 85. Cá này là cá gì? Cá đói. Cá đói. Đúng rồi. Dạ. Cá đói nhiêu anh? Cá đói 90 luôn em. Dạ. Ok. Rất là nhiều món. Còn vô trường mới nay bán thì sao? Vô trường này nói chung là cơm phần thì theo em, ví dụ cơm dĩa thì 80. Dạ. Nó đầy đủ. Còn cơm phần hai người 120, ba người trở lên là 150. Dạ. Đó vậy em. Ăn đây em. Ở đây có heo quay nữa nha cả nhà. Giống khấu nhục á. Dạ. Cái này là thịt heo quay trứng kho tàu, bao nhiêu một phần anh? 80 em. Dạ. Còn có sườn cộng nữa nha cả nhà. Sườn 70. Dạ. 70. Đây là 70. Đó. Mỗi phần ăn thì đều có rau, có cả rau ấy nữa cả nhà. Bông điên điển rất là ngon luôn nè. Bên cạnh đó là những cái nồi canh nha cả nhà, mình có bốn loại canh luôn, ba loại. Thứ nhất là canh chua, cái này là khổ qua và canh rau đay hả? Mới này canh rau đay hả con? Rau đay cua ha. Đó, xuất sắc nha. Giờ mình sẽ coi cái không khí buôn bán ở quán nha cả nhà, lúc nào cũng tấp nập luôn. Đó, một phần ăn ở đây có thể là lên tới 100-200 ngàn là bình thường như này. Anh ăn phần cái gì à? Rồi, các bạn hai người lấy hai chén giảm đi. Em ăn gì? Khoảng bình dân rồi anh em. Bình dân với ảnh đó. Nó nặng em. Cái là con. Cái này cái he con. Đó này à. Đúng rồi. Đó, cái này là cái xương chiên giòn. Của con 80 không em? 70. Mắm kho là nhiều chị? Mắm kho 100 em. 100. Mắm kho là 100 ca nha. Cơm phần khác nha, đó là cơm dĩa. Không. Cơm phần là giá khác. Có khó chị vô trong ngồi không? Mấy người? Ngồi đây hả? Ngồi trong. Ngồi trong này. Rồi đầu cá cho hai này đi. Rồi bưng ngay vô cho đi. Em cơm gì kêu đi em? Cái gì? Rồi, một cái he, một mắm kho.
bán kèm. Em bán kèm đồ ăn chứ không bán canh không. Chị ăn cần cái dĩa. Trời ơi, cô không lấy được. Cơm dĩa 2 giờ ăn với cơm rồi. Tại vì con bổ mẹ, chị con muốn mua canh, con lợi con hỏi anh bán không chứ con không biết. Cho ngọt cái này đi. Câu quá trời. Ý là ba cái. Cho ba cái đó ra. Rồi rồi rồi, em biết rồi. Ăn chung, ăn chung rồi. Đây, đem cái cơm này. Em ơi, em đưa cho em. Em đeo cái này. Chị rồi vậy? Mấy cạnh cái vậy mấy người. Rồi lấy ba cái chén đi. Đây. Đây có cá hú nữa nha. Có lươn kho nữa nè cả nhà ơi. Rau luộc thì rất là ngon luôn. Em ăn cá hú đúng không? Cá hú được không? Rồi. Nhớ lên nhanh nha. Rồi lấy mắm đúng không? Rồi ok, bỏ lấy mắm rồi. Để coi coi chính đi. Rồi. Để coi chính đi. Lái qua đem về đi. Rồi. Canh là một trái là có 30. Nó lớn là 40.000 là 35 40 lận chứ không có bán 20 cơ. Trái qua. Cá hú là bao nhiêu anh? Cá hú 60 em. 60 một lát. Cái dẹp. Thì một miếng thôi, đúng rồi, là mấy miếng cho hết, bự bự rồi. Này là hàng miếng chứ ăn. Này biết cho bà nổi. Ngon quá, nhìn ngon. Cái đó con cơm gà cho anh kìa. Đông khách quá cả nhà. Bán rất là giá rất là cao nhưng mà cũng rất là đông khách luôn. Hay thiệt luôn. Cả nhà thấy không? Bắt đầu đông rồi nè. Mọi người ngồi rất là đông luôn. Ở trong cũng đắp full bàn. Cơm thì hay quay 80, tép 70. Dạ, cá nè. Cá bọc má 80 em. Dạ, ok, cảm ơn. Đó, mới ào một cái là khách đông ngồi full bàn rồi cả nhà. Bán cái hàng luôn á. Rồi, lấy 3 hộp xương. Cảm ơn. Ở trong này thì quán có những cái phần đồ chua ăn kèm với cơm này. Xong rồi canh nè, đó lên liên tục luôn. Đó lên thêm cơm ha. Cả nhà chạy bàn chạy tới chạy lui luôn cả nhà. Quá là tấp nập rồi. Anh Trung cũng phải sắn tay vô luôn rồi. Biết
cơm ba loại muối nha. Nè, ống này bằng ba người dưới nha, bằng ba người dưới á, hai chén cái đồ này dưới dưới chị Hồng. Đây. Nói chung mỗi phần đồ ăn ở quán này là phải gấp đôi của mọi người á, tại vì làm rất là nhiều, cũng nhìn cũng rất là ngon luôn. Và Thuận cũng đã ăn ở đây 2-3 lần rồi, mấy lần trước đến quay đều review hết, cho nên là mình cảm nhận được cái hương vị ở đây rất là phù hợp, khá là ngon so với hương vị của người Sài Gòn. Cho nên là dân ở quận 3 nhỉ, dân văn phòng ở quận 3 rất là thích ăn ha. Nói là quán của nhà giàu nhưng mà thực ra là cũng là các anh chị làm việc văn phòng khu vực này là rất là chuộng ăn ở đây ha, kiểu nó sạch sẽ thơm ngon ha. Thì cũng có món là từ 70-80 trở lên ha, thì chỉ có mực là 180-170 tùy ngày ha. Đó, thì nó ở cái mức như vậy thì tùy mỗi người sẽ chọn cái mức ăn khác nhau. Còn như các giám đốc hay là các cái chủ doanh nghiệp ở khu vực này thì cả nhà nghĩ ăn trưa 100-200 là cũng bình thường lắm cả nhà. Và cái quán này thì thu hút được cái lượng khách như vậy á, các anh chị văn phòng làm công việc văn phòng thì có thể là ăn 100 bình thường, còn các chủ doanh nghiệp họ sẽ ăn 200-300 đi chung với nhau thì họ ăn cơm phần thì nó sẽ khoảng 400-500 một cái mâm cơm 2-3 người ăn là bình thường hả tình. Chưa tiếp khách đại bạn hay là gặp gỡ đối tác mà buổi trưa cần ăn cơm thì ra đây ăn cũng rất là phù hợp luôn. Vậy là con lớn rồi mọi người. Đó. Con này là 150 hay 160? 160 đúng không? Tùy theo con ạ. Ăn cũng ngon đi. Ok. Hết lương hả? Còn nè, cho nó dĩa cơm lươn. Qua thả ổng đi đâu rồi, ổng đi vòng vòng đây nè. Bữa nay có cơm lươn nữa nha mọi người. Tụi ổng chết luôn kìa. Con tưởng vừa bị đuổi rồi đó, bảo đây cái phần của em đây hả, cho em quay nha. Cái này anh ngồi đâu? Ăn cơm ăn. Ngồi đâu ta, ngồi ngoài này đi. Ngoài đó em mở xuống cho vậy. Rồi, hello cả nhà nha. Đây là phần cơm mực của mình nha. Đó.
Đó, mực dồn thịt ha. Mời cả nhà ha, phần này là 160 nha mọi người. Đó. Thì mình ăn 160 thôi, nhưng mà có những người họ ăn tới là 300 đó, kiểu vậy. Họ kêu thêm một món khác nữa thì sẽ lên khoảng 300 hay đó. Con mực này là size cũng gọi là lớn nè, cho nên là cắt ra được rất là nhiều khoanh luôn. Đó, mọi người thấy không? 1, 2, 3 kiểu vậy. 4, 5, 6 đó, 7 này ha. Còn thêm cái rau tua nữa ha, để coi là cái hương vị sao. Đậm đà hương vị, nó ngọt của thịt nè, rồi ngọt của hành tây nè. Mực thì cực kỳ tươi luôn mọi người. Mình thấy cái sớ thịt mực không? Rất là ngon, giòn giòn. Như rau sống chất lượng hả mùa? Cô chị gái, cái rau sống của mình là tặng kèm đúng không? Tặng kèm khác nhau. Đó, mọi người coi ha, cái đuôi con mực này nó cũng bự cỡ này ha. Canh này tiền đúng không? Bao nhiêu? 7.000 chén canh nha mọi người. Rất là ngon luôn. Cảm giác như ăn không muốn hết luôn mọi người. Đó. Mặc dù sáng mình không ăn, tới trưa mình mới ăn nè. Mình cảm giác vẫn nhiều ha. Đây là cái phần thịt dồn chi tiết ở trong nha mọi người. Đó. Tuy nhiên bữa nay thì cảm giác nó hơi đậm quá xíu, đậm quá, nó hơi mặn xíu nha mọi người. Mà cơ bản là nó rất là ngọt, và cái con mực thì nó rất là tươi nha mọi người. Đó. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip tiếp theo của kênh Phố Xá Sài Gòn của Thuận ha. Thì sẽ hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha cả nhà. Đầu có lóc không là 150 em. Luôn cơm là 160. 160 một phần. Đúng rồi. Còn cá này. Cá he là 90 em. Không cơm thì 85. Cá này là cá gì? Cá đói. Cá đói.